Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2022, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, tỉnh ủy viên, giám đốc sở làm trưởng đoàn đã tổ chức buổi đánh giá ngoài kiểm tra, đánh giá công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 tại trường tiểu học Mường Khến, thị trấn Mã Đức. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Chí Huyên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc. Năm học 2021-2022, trường tiểu học Mường Khến có 41 cán bộ giáo viên, nhân viên, 750 em học sinh với 23 phòng học và 4 phòng chức năng với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc học tập và giải trí của các em học sinh trong và ngoài giờ học. Nhà trường có trên 50% giáo viên có trình độ thạc sĩ và đại học, 7 giáo viên cốt cán cấp tỉnh, cấp huyện, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Về chất lượng học sinh lớp 5, xếp thứ 2 toàn tỉnh. Hệ thống sân chơi, bãi tập đảm bảo đủ các điều kiện cho các em học sinh học các môn thể chất và các hoạt động ngoài trời. Qua kiểm tra thực tế và các minh chứng, các thành viên trong đoàn đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của nhà trường trong việc tích cực xây dựng cảnh quan, môi trường, cũng như chuẩn bị hồ sơ, sổ sách, minh chứng tiêu chí theo quy định. Đặc biệt, đối với tiêu chuẩn cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn cũng đã chỉ ra những ưu điểm, tồn tại hạn chế của nhà trường cần khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường, sự giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục. Đồng chí đề nghị nhà trường cần phát huy những ưu điểm, khắc phục nghiêm túc các tồn tại, hạn chế, hoàn chỉnh các minh chứng, hồ sơ xây dựng trường tiểu học Mường Khến đạt chuẩn quốc gia. Đoàn thống nhất đề nghị Ban chỉ đạo của tỉnh công nhận nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.